các bạn, lại là chị Tín Đố Vui đây. Có ai đoán được hôm nay chị sẽ làm clip về chủ đề gì không? Cùng xem các TikToker có biệt tài gì nhé. Let's go. Câu 1, đây là idol nào? U là trời, tôi thấy nhiều bạn fan Trà Đặng lắm nè. Có ai biết chị Trà đang hóa thân thành nhân vật nào không? Chị Trà Đặng có sở trường là gì? Đáp án là A nha. Idol Trà Đặng nhà ta là một trong những cosplayer đình đám của Việt Nam đấy. Video này là chị Trà cosplay nhân vật trong game nha. Video này là ai? Còn ai vào đây nữa? Mái tóc đỏ này đích thị là chị Xin rồi. Comment đáp án dưới video nhé các bạn ơi. Này sẽ không làm khó các fan cứng của chị Xin đâu. Trước khi làm TikToker thì chị Xin làm gì nhỉ? Chị Xin từng là dancer của vũ đoàn bước nhảy đấy. Con nàng giỏi biên đạo và tạo trend vũ đạo hot to win luôn đấy. Câu 5, bạn thân của chị Xin vừa đẹp trai vừa hát hay, đó là ai nhỉ? Bạn nào còn nhớ những lần anh Ngô Đình Nam vừa đánh đàn vừa hát không? Nghe xong chỉ có đổ đối đừ làm fan thôi á. Anh Nam còn song ca với mẹ nữa đây nè. Câu 6, năm 2023 vừa qua, anh Nam có một bài hát rất bắt tai, tên là gì nhỉ? Trên này chị Xin còn đu thì sao mà nhầm được? Đáp án đúng là đố em tìm được người như anh nè. Cùng ôn lại trên với Xin và Ngô Đình Nam nhé. Còn nhảy cuốn, thế mà nàng Xin lại sở hữu chiều cao khiêm tốn. Bạn có biết chị Xin cao mét bao nhiêu không? Tim nấm lùn điểm danh nào? Dù chỉ cao có 1m55 nhưng chị Xin vẫn cân được các vũ đạo khó nhằn, quá đẳng cấp luôn. Này luôn, bài hát gì mà bắt tai thế nhỉ? Nào nào, đáp án B mới đúng là tên bài hát nha. Nhưng tại thuộc bài quá nên nhiều bạn chọn nhầm câu A đúng không nè?
Câu 9. Ai là chủ nhân của bài hát Body Shaming? Ái chà, cô nàng Choco vừa xinh gái vừa hát hay, người gì đâu hoàn hảo không có chỗ chê. Câu 10, chị Kính tiếp tục bật mí sự thật về idol thú vị khác đây. Đố bạn đây là ai nào? Từ hồi chị Xuân Ca gây bão mạng, là ngày nào chị Kính cũng cày view TikTok luôn ấy. Ai bảo Xuân Ca nhảy quá là cuốn luôn. Nhảy đẹp là thế nhưng chị Xuân Ca còn có sở trường khác đấy. Đó là gì ta? Chị Kính bật mí nè, chị Xuân Ca có giọng hát ngọt như mía lùi luôn. Chị đẹp đã từng là thành viên của nhóm nhạc SGO48 đấy. Chắc bu hàng nói kẻ nương thì chỉ mưa theo cho hà tờ ở cưới đi nó thơ mang thịt nè cô ý sơ nó ta nâng ngư của cha nâng ở. Câu 12, câu này siêu dễ nè. Đa tài như Xuân Ca thì chỉ có thể là cung hoàng đạo nào đây? Chẳng biết idol Xuân Ca sinh ngày 20 tháng 9 năm 2001 đúng không nào? Tim sử nữ điểm danh thôi. Em cần biết khi đau lòng thì anh mới buông lời. Ác thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nhưng mà đó là bảo đấy. Câu 13, tiếp tục series đố vui. Chị Kính sẽ kiểm tra các fan của Hero Team nhé. Đố các bạn, chị Sammy Kute đang quay bài hát gì đấy? Chính xác gồm 4 chữ. Anh hứa là yêu nhé các bạn ơi. Câu 14. Vậy ai là người sáng tác bài hát này nhỉ? Còn ai ngoài nam thần của Hero Team? Anh không cận nữa. Người gì đâu lại đẹp trai lại còn hát hay. Bảo sao fan cứ đổ đứ đừ thôi. Câu 15. Nghe đồn rằng Hero Team có một họa sĩ đấy. Là chị nào đây ta? Là trời, con gì mà chị mèo Simi không biết nữa đây. Các hình nhân vật trong Hero Team là do chị ấy vẽ đó các em. Cute đúng không nhẹ? Chương trình đố vui của chị Kính xin được kết thúc tại đây. Nhưng series bật mí TikToker thì chưa kết thúc đâu. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ chị Kính nha. Bye.